Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong một tuần qua, ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã xuất hiện 30 ca COVID-19 là bệnh nhân đang điều trị, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định di chuyển 500 người là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện ra khỏi ổ dịch. Trong đó, số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở khu phong tỏa của bệnh viện đã xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến khu cách ly tại khách sạn Phù Đổng và Phú Hưng, thành phố Thanh Hóa, để tiếp tục cách ly. Số bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị bệnh. Do tính chất phức tạp của ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đến nay đã ghi nhận 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch này. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả những người đã từng đến, ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 10 tháng 8 phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với bệnh viện trên giám sát, kiểm tra các trường hợp là người bệnh đủ điều kiện xuất viện, chuyển giãn cách tại khách sạn. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cũng đã sắp xếp lại khoa ung bướu thuộc tòa nhà A9 thành 3 khu vực riêng, phù hợp với từng nhóm nguy cơ, bố trí địa điểm ăn ở tập trung cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện tại các khách sạn gần bệnh viện đảm bảo quy định một cung đường, hai điểm đến,